Cảnh hồ đẹp ở vùng ngoại ô của thủ đô Phnom Penh. Cảnh vừa yên tĩnh, thanh bình, màn sương mông mỏng ở trên mặt hồ, thấy xa xa đó các bạn thấy không? Đường xá ở vùng ngoại ô Phnom Penh bây giờ thường thường là họ đổ bê tông như thế này nè. Xe cũng dễ chạy lắm, không còn có bùn lầy nước đọng nữa. Cảnh hồ im phăng phắc. Chỉ có nghe tiếng chim kêu, chim hót.